Chào mọi người. Có 3 người đang xem rồi. Xin chào cả nhà. Không nhìn thấy nhỉ. Chào cả nhà, chào cả nhà. Lần đầu tiên mà livestream muộn như thế này, 9 giờ rồi ạ. Chắc là những bạn đang xem là đầu cầu bên Việt Nam đúng không ạ? Bên Việt Nam thì bây giờ là 9 giờ, bên Nhật là 11 giờ rồi. Hi mọi người, buổi hôm nay chúng ta sẽ học một chút cái phần chúng ta sẽ cùng chữa đề một chút của một trong những cái đề thi của N2. Cái phần này thì mình lấy từ trong cuốn 8 đề thi mẫu của Trung Quốc. Nếu mà so với đề thi thật ý, thì cái đề thi mẫu này á thì cái phần đọc hiểu của nó hơi khó một chút nhé. Tuy nhiên thì chắc là trong buổi hôm nay thì chúng ta cũng giỏi lắm thì cũng chỉ chắc là chữa được phần từ vựng và sang được một chút phần ngữ pháp thôi. Nếu như bạn nào mà đang trong cái quá trình mà chúng ta muốn tìm kiếm tài liệu để làm mẫu trước ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái cuốn này, 8 đề thi mẫu của Trung Quốc. Sắp tới thì trong cái khóa N2 chữa đề trực tiếp thì mình sẽ sử dụng toàn bộ nguyên là một số cái bộ đề mẫu của Nhật và cũng có thể sẽ có kèm theo lọc theo một số cái bộ đề ở trong cái cuốn này nữa. Chào Lam Nguyễn nha. Ôi giời, số lượng hôm nay ít hơn hẳn bởi vì là mọi người đi ngủ. Cái khóa mới đấy thì sẽ bắt đầu khai giảng vào tháng 4 và chủ yếu là dành cho những bạn ví dụ như là các bạn đang ở bên Việt Nam này, cái dịch Covid này thì các bạn không đến lớp được ấy. Các bạn muốn có thể kiểu như là làm bài test trước ấy. Cái giai đoạn đấy thì chúng ta sẽ phải có đầy đủ những cái phần kiến thức của N2 rồi, ví dụ như là ít nhất là phải biết được căn bản cái phần ngữ pháp rồi thì các bạn làm đề nó sẽ hiệu quả hơn và cũng phù hợp ví dụ như là với những cái bạn nào mà kiểu như là đã thi N2 mấy lần rồi mà chưa đỗ ấy, thì lần này chúng ta tập trung vào cái phần luyện đề ấy. Ok, chào mọi người. Nếu như các bạn có cái phần câu hỏi nào về cái khóa mới đấy thì các bạn có thể inbox vào trong fanpage nhé, thì tư vấn bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Chúng ta sẽ thử cái đề số 1 của đề này đi. Đây là 8 cái đề thi mẫu của Trung Quốc. Nếu mà các bạn chưa có cái file này thì các bạn cũng có thể inbox vào fanpage thì trung tâm sẽ gửi cái đường link file này cho các bạn. Phần đầu tiên là cái phần từ vựng này. Đặng Hải có hỏi là Sensei có lớp K1 N2 không ạ? Ngày trước thì có đấy, nhưng mà cái đợt cách đây tầm khoảng 1 năm thì chỉ tập trung vào những cái phần lớp luyện thi GRPT thôi. Chủ yếu là lớp luyện thi GRPT từ N3 cho đến N1 online á. Hôm nay thì có vẻ như là cái Facebook nó không được suôn sẻ lắm nhá. Bắt đầu nhé cả nhà. Câu đầu tiên ạ, và mọi người cũng sẽ comment đáp án luôn nhé. Với những cái buổi ngày thứ sáu thì chúng ta chỉ học cái phần ngữ pháp của somatome thôi nên là mọi người cũng ít comment đúng không? Còn những cái phần ví dụ buổi hôm nay là cái phần luyện đề thì mọi người có thể comment những cái phương án mà mọi người lựa chọn là đúng với trường hợp chữ đầu tiên này. Nhìn thấy rõ không ạ? Chúng ta có này, gaito no hikari ni nani nani sakura no hana ga kaze ni yuraideiru. Ở đây có một số cái từ vựng mới, ví dụ ở gaito, gaito là đèn đường đúng không ạ? Rồi ví dụ cái động từ yuragu này, yuragu thì với nghĩa là rung hoặc là lung linh. Ý của cái câu này là những cái hoa anh đào nó được chiếu sáng bởi cái ánh sáng của đèn đường á, nó chiếu xuống là những cái cánh hoa anh đào đấy đang rung linh trong gió đúng không? Không nhìn rõ thì có thể là bởi vì do mạng ấy, do mạng nó kém thì cái chữ nó sẽ bị mờ. Còn cái file này thì mình đang test để nhìn khá là rõ đấy ạ. Với cái chữ chiếu này thì các bạn thấy là phương án nào sẽ chính xác ạ? Chirasareta, narasareta, terasareta và herasareta. Ở đây thì được chia về cái dạng câu bị động đúng không? Cái ánh sáng
những cái cánh hoa nó được chiếu sáng bởi ánh sáng của đèn đường. Chọn ngay câu thơ Phan, chọn ngay câu số 4 nghệ thuật cắm hoa. Nhìn tinh thế, mấy câu đầu bỏ qua luôn à? Cái trường hợp này á, các bạn sẽ đọc cái từ này của chúng ta sẽ là terasareta, phương án số 3 nha cả nhà. Terasu, né? Terasu với ý nghĩa là chiếu sáng. Terasu thì cái chữ chiếu này này của chúng ta ấy, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có một số từ nữa nó cùng cái bộ triệu. Và bởi vì là nó cùng như cái bộ triệu là cái bộ chỉ âm ở bên phải ấy, thế nên là cái âm ôm của nó cũng giống nhau, đều được đọc âm ôm là show. Ví dụ ở đây nhé, ví dụ ở cái phần này thì các bạn có chữ gì ạ? Chữ chiêu trong ý nghĩa là chiêu đãi ấy, mời đúng không ạ? Cái bộ thủ và bộ bộ triệu này. Rồi, ví dụ trong những từ như là show tay chẳng hạn. Còn trường hợp này là chữ chiêu có cái bộ nhật này cộng với bộ triệu cũng đọc là show, ví dụ show hoa, chiêu hòa. Còn cái chữ chiếu này của chúng ta thì gồm có bộ chiêu và bộ hỏa, ánh sáng chiếu đúng không ạ? Ngày xưa là đốt bằng lửa. Hoặc ví dụ như là ở đây thì chúng ta có cái chữ thiệu, thiệu trong cái nghĩa là giới thiệu ấy, thì có cái bộ mịch ở đằng trước và bộ triệu, sợi dây gắn kết mọi người với nhau, show cây. Còn trường hợp này trong cái nghĩa là gì? Mình gì? Thừa nhận đúng không ạ? Thừa nhận này, chúng ta có từ là gì? Shonin này. Đó, thì đây là những cái trường hợp mà nó cùng cái âm đọc, cùng cái âm ôm ấy, thì khi các bạn học kanji thì các bạn có thể gom nhóm những cái từ này để chúng ta dễ dàng học những cái phần về âm ôm nhé. Còn ở trong cái câu này thì nó lại thuộc về cái âm cương, động từ terasu chiếu sáng ở đây được chuyển thành terasareta nhé. Duy chỉ có điều là cái với cùng là những cái trường hợp này thì đều đọc là show, chỉ có điều là với cái chữ siêu này này. Cái chữ siêu này gồm có bộ tẩu và bộ triệu đúng không? Đó thì mấy từ này thì đều bộ triệu đọc là show, nhưng mà về cái chữ siêu này thì chúng ta lại đọc là chô đúng không? Nó sẽ hơi khác một chút đúng không? Ví dụ như là siêu Việt chẳng hạn, chô ấy hoặc là chô có. Quá đấy. Rồi, tiếp tục với câu số 2 ạ. Kage de tanin no nani nani wo yu beki dewa nai. Câu này thì ai cũng biết đúng không? Không nên nói xấu người khác sau lưng. Cái chữ kage đây là trong cái nghĩa là mình không nhìn thấy rõ đấy, ở phía đằng sau lưng ấy đúng không? Không nên nói xấu người khác ở trong bóng tối, ý trực dịch là như vậy, ta hiểu là nói xấu sau lưng. Cái từ này chúng ta có này, akukuchi, wariko, akko và warukuchi. Ê, thơ fan có hỏi là sensei không thấy comment của em. Có nhìn thấy chứ, nhưng mà lại lúc nãy là chỉ nhìn thấy mỗi câu số 4. Có nhìn thấy mỗi câu số 4 thôi. Cái trường hợp mà nói xấu này á, cái từ này thì nó sẽ có cái cách đọc là wadukuchi. Tuy nhiên ấy, thì người ta bình thường người ta vẫn đọc nó là wadukuchi, tức là nó vẫn có thể, các bạn cũng có thể nghe thấy là người ta nói là wadukuchi, rồi cũng có thể nghe thấy cái trường hợp là wadukuchi đấy. Nhưng mà nó cũng có một cái cách đọc khác là cái trường hợp này đọc là akko, nhưng mà cái akko ấy thì là khi mà các bạn tra từ điển thì có thể là các bạn sẽ nhìn thấy cách đọc này, bởi vì nó là cái cách đọc cổ mà, ví dụ là trong văn cổ chẳng hạn, thì cái phương án chính xác bây giờ người ta dùng chủ yếu với cái từ này warukuchi hoặc là warukuchi. Ở đây thì không có từ guchi nên chúng ta sẽ lựa chọn này là phương án thứ tư nhé. Câu số 3 này, tonari no inu ga shochu うるさくてたまらない. Có cái mẫu ngữ pháp N2 luôn này. てたまらない. Rất là ồn đúng không? うるさくてたまらない. Thì cái con chó nhà hàng xóm ấy thì nó sủa liên tục. Ở đây có thể chọn lựa được ngay là phương án số mấy ạ? Hoete này, hoete. Và cái phần kanji này thì những cái chỗ nào mà cảm giác là cái từ ấy nó không khó thì chúng ta sẽ lướt nhanh nha. Ví dụ câu thứ tư này, Kimura-san wa jitaku de. Từ này có thể chọn được ngay đúng không ạ? Ikebana ですね. Ikebana. Ikebana no kyoshitsu o hiraiteiru. Kimura-san mở lớp dạy Ikebana ở nhà. Ikebana. Còn cái trường hợp câu thứ 5 này thì có thể sẽ hơi khó một chút này. Jutakugai no nanani ni wa tsutsuji no hana ga saki mirareteiru. Saki mirareteiru, cái phần này thì nó là cái động từ ghép đúng không ạ? Mirareteiru là chữ loạn đấy. Đó.
kiểu như là nở rộ Saki Midarete được, nở rất là nhiều luôn. Chứ là cái cây hoa đỗ quyên đấy, đúng không ạ? Cái từ này kanji các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có chữ gì đấy ạ? Chữ viên ở trước này, âm bắn viên là viên này, sau đến căn này, onko, kakine, onmoto và kakimoto. Hình như mình không nhìn thấy comment của mọi người đúng thật. Thử ao ra nhìn lại xem nha. Ok, đã nhìn thấy rồi. Xuân 10 Võ Thư chọn là phương án số 1, Xuân 10 chọn là phương án số 2. Ở cái trường hợp này á thì cái chữ này chúng ta không đọc là cung. Mặc dù là cái chữ căn này của chúng ta ấy, chữ căn này thì các bạn nhìn thấy là cái âm Hán Việt là đọc là cung, đúng không? Ví dụ như là trong cái từ là cung kiện, căn cứ ấy, đúng không? Cái hình ảnh để mô tả cho cái từ kanji này là cái phần bên phải các bạn có thấy cái là bộ mục là cây, đúng không ạ? Và cái phần bên trái, à, phần bên trái là cây này, phần bên phải là cấn, đúng không ạ? Đó thì chỉ cái hình ảnh nghĩa là cái gốc rễ của cây. Đó. Thì cái âm cưng của nó có trường hợp đọc là gì? Nè, nè. Đó, ví dụ vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ đọc toàn bộ cái từ này bằng âm cưng, đó là kakine, là phương án số 2 nhá. Kakine là cái hàng rào ấy, cái hàng rậu đúng không ạ? Cái hàng ví dụ như cái hàng rào cây ở trong cái khu phố người dân sinh sống thì ở trên hàng rào đấy thì những cái bông hoa đỗ quyên nó nở rất là nhiều. Kakine. Ôn lại một chút về từ kanji đồng mà có cùng bộ này. Ví dụ nhé, đây là cây này. Còn khi mà chúng ta chuyển cái hình ảnh nó thay đổi đi một chút, vẫn là cái bộ cấn. Nhưng mà phần trước đấy thì chúng ta có cái bộ tâm đứng, đúng không ạ? Tâm thì chỉ cái hình ảnh là tình cảm ấy. Điều đấy các bạn sẽ có cái chữ hận. Hận này trong ý nghĩa là rất là đau khổ, đúng không ạ? Là mình tiếc nuối một cái điều gì đó. Tâm và cấn thì được chữ hận. Thì bởi vì nó cùng cái bộ cấn này nên là cái từ âm ôn của nó cũng đọc là cung. Ví dụ như là chúng ta có cái từ là chư cung, chữ thống và chữ hận. Chữ thống và chữ hận, ví dụ trong cái câu này này. Kon kai no ken ni tsuite, ano toki ni kizuite ireba fusegeta to omou. Hontou ni chūkon no misu da yo. Chūkon no misu. Thực là cái cụm từ này nó hay đi kèm với nhau này. Đó là một cái lỗi, một cái sơ suất mà rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Thực sự đấy là một cái sai sót rất là đáng tiếc. Và khi mà nghĩ về cái vụ việc này thì tôi thấy là gì? Giá như mà cái lúc đấy mà mình nhận ra được thì có thể tránh được cái sai sót này, đúng không ạ? À, thì nhớ nhá, cùng âm thì nó sẽ đọc cái âm ôn này như thế này. Ok, xong là cái phần bông đai thứ nhất, đúng không ạ? Thì thường với cái phần bông đai thứ nhất người ta hay hỏi chúng ta, thứ nhất là cái cách đọc âm cưng của một số cái động từ, ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp này. Người ta sẽ hỏi về âm cưng là chủ yếu, bởi vì âm cưng là nó khó hơn, đúng không? Khó nhớ hơn. Hoặc là với những cái trường hợp mà đọc nó hơi đặc biệt một chút, nó có thể đọc bằng âm cưng ghép lại với nhau, ví dụ như là kakine này chẳng hạn, cái hàng rào này chẳng hạn, đúng không ạ? Ôi rồi. Thỉnh thoảng mình vẫn nhìn thấy comment của mọi người, khi mà mình out ra mình vẫn nhìn thấy, nên là cứ comment bình thường thôi nha. Tiếp tục này, câu số 6 này. À, với cái phần này thì chúng ta sẽ tìm cái từ kanji, đúng không ạ? Tìm cái từ kanji cho cái phần cách đọc của nó. ご依頼の件については承知しております。Ôi, coi bộ mà mình livestream lúc 9 giờ mình cứ nghĩ là sẽ có rất rất ít người xem, nhưng bây giờ vẫn là đang 106 người, rất nhiều người đang thức khuya. Thế thì từ giờ sẽ phát huy là chỉ muộn vậy. Shochi shite orimasu. Chúng ta có này, wakarimashita, đúng không? Hiểu rồi này. Ryokai shimashita này, hoặc là shochi shimashita, đúng không? Đó. Thì có nhiều người thì hay bị nhầm lẫn giữa trường hợp là ryokai cay và shochi, đúng không? Thì đều với nghĩa là hiểu rồi mà nó là khiêm nhường ngữ rồi. Nhưng mà cái ryokai thì thường dùng ví dụ ở đồng nghiệp này, hoặc là người cấp dưới này, hoặc là người trong cùng công ty. Còn ví dụ như là thường á, chuẩn ra ấy, nếu mà dùng cho cấp trên hoặc là ví dụ là đối tác của mình ấy, thì người ta sẽ dùng cái shochi nhé. Shochi shiterimasu. Tôi đã hiểu về cái, tôi ok về cái yêu cầu của anh rồi. ご依頼の件について nhé. Thì các bạn nhìn thấy là cái chữ ở trong cái trường hợp này sẽ loại được ngay là cái số 2 về cái số 4 rồi, đúng không? Cái chữ triệu này không thể dùng được rồi. Mà chúng ta sẽ phải dùng với chữ thừa, đúng không ạ? Thừa này. Thừa phán xin phát muộn mà em làm ngủ gật đấy. Thừa đúng không ạ?
Thừa và chữ chữ chí đúng không? Chữ thừa và chữ chi đúng không? Chi. Phương án số 3 nhé. Còn ví dụ cái trường hợp này thì đây lại là cái chữ chí thì không đúng này. Đây là chữ chí này. Chí thì trong những cái từ như là chí thì gồm có bộ chí và bộ phộc, thì trong những cái từ như là nhất trí này hoặc là tán đồng đồng ý các kiểu đúng không? Gạch chi hay là ít chi nhé. Rồi tiếp nha. Câu số 7 này. Senshu katta bakari no pasokon ga koshou shite shuri ni dashita. Cái máy tính vừa mới mua tuần trước bây giờ hỏng rồi phải đem đi sửa. Thì có thể loại được ngay. Bây giờ bao giờ cũng thế, khi mà nhìn những cái phần kanji này chúng ta sẽ thường là sẽ loại được ngay hai cái câu đầu tiên dễ nhìn ra cái lỗi sai nhất. Ví dụ ở đây chữ cổ này có thể loại được 2 và 4. Còn lại cái trường hợp 1 và 3 đúng không ạ? Chữ cố này và chữ chướng này. Chướng cho ý nghĩa là chướng ngại vật đấy. Nhưng mà cái phần bên này thì nó lại có bộ trương và cái bộ sam. Những cái từ này thì người ta thường ấy, thường là với cái phần bông tai thứ hai người ta sẽ để những cái từ kanji mà nó một là cái âm ôm của nó đọc giống nhau, và hai nữa là cái trường hợp mà những cái từ kanji mà nó gần gần giống nhau về mặt hình ảnh đúng không ạ, và cùng có âm ôm. Ví dụ đây là cái chữ chương này cũng thế. Khi chữ chương này nhá, cái bộ chương này thì trong ý nghĩa là văn chương này, vương sô này, vương sô văn chương này này. Còn ví dụ như là khi mà chúng ta có cái phần bộ sam này thì các bạn được chữ chương cũng trong cái nghĩa là gì, khen ngợi biểu dương ấy đúng không, hiêu sô. Còn ví dụ trong cái trường hợp này thì nó lại là sô gai, chướng ngại vật, chướng ngại đúng không, chướng ngại là kiểu như là cái cản trở ấy đó. Thì ở trong cái trường hợp này thì không thể dùng với trường hợp số 3 được mà phải là trường hợp số 1 đó. Nên là khi mà chúng ta học kanji theo cái kiểu là chúng ta gom lại, thứ nhất là những cái từ kanji nó cùng bộ này, bộ bao giờ cũng thế thì cái bộ bên phải nó sẽ cùng với nhau, thường đa phần là cái phần bộ bên phải cùng với nhau thì nó sẽ theo cái âm ôm giống nhau. Chỉ có một điều với cái chữ này mọi người lưu ý một chút này. Ví dụ như mình có một cái câu hỏi như thế này. Cái cụm từ này hôm trước mình có livestream trong nhóm N2 đang học online. À, cũng thấy khá nhiều người sai nên mình hỏi lại mọi người này. Ví dụ câu như thế này. Chotto shita hitokoto. Từ này đọc là hitokoto nhé, một lời nhé. Hitokoto ga ki ni sawaru. Chỉ một câu nói lỡ thôi mà làm cho như thế nào đấy, ki ga ki ni sawaru. Vậy thì theo các bạn cái từ sawaru này sẽ được viết bằng từ kanji nào? Ichi là chữ sawaru này và chữ này. Quốc Minh Trần hỏi là đề này là đề N mấy à Sensei? Đây là đề N2 nhá. Đây là đề N2. Sorry bởi vì mình phát cái này và mình không có ghi cái tiêu đề của cái buổi livestream này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là rõ ràng là chúng ta sẽ phải dùng với cái chữ chướng này đúng không ạ? Thì cái chữ chướng này các bạn hiểu là nó gây cản trở, nó gây ảnh hưởng xấu. Đó. Kinisawaru thì theo cái kiểu là phật ý ấy, là nói một lời mà khiến cho người ta phật ý mất lòng á. Chứ còn cái trường hợp là chữ số 1 thì cũng đọc là sawaru thôi, nhưng mà nó là cái chữ xúc, trong ý nghĩa là tiếp xúc thì lại không đúng. Nhớ nhé, mọi người để ý nhé. Tiếp tục này, với câu số 8. Chỗ này thì có thể chọn được ngay đúng không? Cái này thì nó giống như là của N3 luôn rồi. Stay được. Một tháng thì tổng vệ sinh một lần và vứt đi những cái không cần thiết. Ví dụ trường hợp đầu tiên là chữ phất là trả tiền thì không đúng này, hoạt động. Chữ đầu trong cái nghĩa đầu tư đúng không? Ném cái gì đó đi này. Nugget không đúng này. Chữ này là chữ gì ạ? Xả hoặc là xả, với nghĩa là mình xả là vứt đi ấy. Stay được là phương án số 3 rồi. Còn cái trường hợp thứ tư này, thỉnh thoảng trong những cái đề của Trung Quốc ấy thì hay có những cái từ kanji mà nó theo kiểu đề kanji cổ của Trung Quốc ấy. Cái từ này cũng thế, từ này thì nó thực ra nó là một cái đề, một cái từ kanji cổ và bây giờ thì người ta cũng chắc là chỉ chỗ trong văn cổ người ta mới dùng thôi, chứ còn nhiều khi là người ta sẽ viết nó thành cái tự từ này là cái chữ phóng này. Đó. Còn cái từ kanji này thì nó có cái bộ thủ đằng trước này là cái chữ phao ấy, thì cũng với nghĩa là mình phóng, mình vứt đi cái gì đó, thì chữ này chúng ta không quan tâm, nó là cái chữ cổ rồi đấy. Tiếp tục nha, với câu số 9 này. Câu số 9, Katsuki. Katsuki là cái giống như là một cái dạng giống là cái máy phun sương ấy, cái máy để nó tạo độ ẩm ở trong phòng ấy. Katsuki ね。Katsuki を使って部屋の湿度を加減するですね。加減する。Mình dùng cái máy đấy để điều chỉnh cái độ ẩm ở trong phòng, đúng không? Thì ở đây các bạn có thể loại được ngay là cái trường hợp 1 và cái trường hợp 3, bởi vì nó là cái chữ khả trong từ là kanose, khả năng đúng không? Đó, loại được ngay.
Thì còn lại cái trường hợp 2 và cái trường hợp 4. Thì cái trường hợp 2 nó lại là có cái chữ hạn. Chữ ra và chữ hạn thì không đúng, mà đây chúng ta sẽ dùng là kagensuru, gia giảm đúng không? Tức là mình điều chỉnh ấy. Đó, kagensuru. Thì cái từ liên quan đến cái kagens này á, thì nó cũng có khá nhiều những cái ý học hay. Ví dụ như là bình thường chúng ta có kagensuru thì với nghĩa là chúng ta điều chỉnh này, ví dụ là điều chỉnh cái âm lượng này, điều chỉnh cái nhiệt độ này, đúng không, ở trong phòng ấy. Nhưng mà bình thường các bạn nghe ví dụ như là cũng hay thấy cái cụm từ là ikagen đúng không? Ikagen thì lúc này nó sẽ là một cái tính từ đuôi na để nó thể hiện cái nghĩa là mình làm cái gì đấy một cách rất là qua loa, vô trách nhiệm, đúng không? Musekini, ví dụ như là một cái câu trả lời kiểu qua loa, ikagen na henji, hoặc cái cách làm kiểu rất là vô trách nhiệm, rất là qua loa, ikagen na yarikata. Hoặc nếu như mà dùng là ikagen na hito thì tức là một cái người đấy kiểu rất là ẩu, rất là cẩu thả, học hành hoặc làm việc nó không chỉn chu, hay thường ví dụ như là không giữ đúng lời hẹn, không giữ đúng thời gian chẳng hạn. Đó thì đấy là trường hợp là dùng với ikagen. Nhưng mà khi mà các bạn xem phim hoạt hình ấy thì ví dụ như chẳng hạn như là cái bộ phim của Sazae, ông bố hay dùng với từ là ikagen shiro. Đủ rồi đấy, đúng không? Kiểu hay quát với trường hợp là gì? Thôi đủ rồi đấy, đừng có làm quá, đừng có thêm nữa, đừng có thêm hơn nữa, kiểu như thế đúng không? Ikagen shiro. Hoặc là nhá, ngoài cái cách dùng đấy ra ấy, thì cái từ kagen thì các bạn cũng có thể trong cái môi trường business chẳng hạn, khi mà người ta viết thư, người ta gửi cho cấp trên ấy, thì cũng có khi người ta hỏi bằng cái cụm từ là okagen và ikaga desho ka. Đó thì lúc này là các bạn sẽ được gặp phải cái từ okagen là một danh từ. Thì chủ yếu là người ta hỏi cái câu đấy khi mà người ta muốn hỏi về cái tình hình sức khỏe của đối phương. Không biết là tình hình sức khỏe của anh như thế nào rồi, vì chẳng hạn là ông này ông vừa mới ốm xong chẳng hạn. Okagen và ikaga desho ka. Anh hãy nghỉ ngơi nhé, đừng có cố quá. Kumuri o nasarazu, yukkuri to koryoyo kudasai. Đó thì đây là những cái cách sử dụng của kage mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Còn nếu mà lúc nào chúng ta cũng chỉ dịch có một cái nghĩa là điều chỉnh gia giảm thôi thì có thể là chúng ta gặp những cái trường hợp khác, biến thể của nó thì chúng ta không biết được. Lộc Võ Thị Thu Lộc. Có thấy em, có thấy comment. Câu số 10 này, câu số 10 nhá. Chúng ta tìm cái từ kanji cho cái từ là hibiki. Đầu tiên cái từ này là từ gì đó? Các bạn có cái từ là chuông đúng không ạ? Nè. Kane, nè. Chuông. Vào cái đêm giao thừa ấy thì chuông chùa sẽ đánh 108 tiếng để người ta tiễn cái năm cũ và chào đón một cái năm mới. Thì nghe cái tiếng chuông chùa một cái tiếng chuông nghe 108 lần đúng không ạ? Tuấn Vũ buổi sau xin clip hơn sớm nhé. Bởi vì là hôm nay thì ngẫu hứng thôi, thực ra thì cũng không có kế hoạch là sẽ clip đâu, bởi vì hôm nay là mình vừa mới dạy xong một cái ca cho lớp N3 online lúc 7 rưỡi đến 8 rưỡi. Sau đấy mình nghỉ một lát thì 9 giờ là mình bắt đầu livestream ở cái nhóm này nên là hơi muộn một chút. Từ đầu tiên các bạn nhìn thấy là chữ chấn đúng không? Chấn trong động đất này, rung chấn đúng không? Từ thứ hai, à cái từ này cũng khó ghê. Cái từ này các bạn nhìn thấy này. Này. Cái bộ cấu tạo cái từ này cũng là một cái từ cổ này. Cái bộ cấu tạo của nó có cái cao này đúng không ạ? Rồi tiếp vào phần bên này là bộ phộc này. Thì âm Hán Việt của nó là cái chữ sao. Sao này trong cái hình ảnh là một ông sư, một cao tăng đứng kiểu như là gõ cửa một cái nơi nào đấy, ví dụ chùa đền các kiểu chẳng hạn. Thì bởi vì là nó cùng cái bộ cao này nên là cái âm ôm của nó cũng đọc là cô nhé. Ví dụ trong cái từ là sui cô, sui cô. Mấy cái từ này từ cổ, đề Trung Quốc thì nó hay kiểu như thế, nhưng mà ngược lại thì chúng ta học chữ Hán thì rất là ok. Sui cô, sui cô là chữ thôi và chữ cao. Thì nó dùng cho cái nghĩa là chúng ta sửa, ví dụ như là chỉnh sửa những cái nội dung văn bản các kiểu chẳng hạn, nhưng mà cái từ này thì cũng ít khi gặp. Vậy thì trong cái trường hợp này á, cái chữ thứ ba cũng là cái chữ chấn đúng không? Chấn rung này. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng với chữ hưởng này, hibiki là danh từ, hưởng trong ý nghĩa là ảnh hưởng, âm hưởng ấy. Đấy, phương án chính xác là câu số 4.
Đấy là xong được cái phần môn đây thứ hai đúng không? Đó, thì chủ yếu là cái môn đây thứ hai ấy, thì chúng ta học mà chúng ta gom những cái từ kanji nó gần gần giống, nó cùng âm, nó kiểu để chúng ta dễ làm được cái phần kanji thứ hai hơn, à, phần môn đây thứ hai hơn. Còn lại cái phần môn đây thứ ba này, môn đây thứ ba là chủ yếu là sẽ hỏi về động từ ghép này, hỏi về tiền tố này, hậu tố này, đấy chủ yếu là những cái phần đấy. Ví dụ câu số 11 nhá, chugakusei no koro oya to ogenka shita ikioi de ie o tobi nana koto ga aru. Cái hồi học cấp 2 ấy, mình cãi nhau to với bố mẹ xong đấy thì đã từng là cãi nhau rất là to với bố mẹ xong đấy thì gì gì đó ra khỏi nhà đúng không? Cái này thì chúng ta sẽ phải tìm cái phần để ghép với cái động từ là tobi. Hanashita, dashita, mawashita và satta. Đi thi mà gặp được câu này chắc là làm được ngay đúng không? Bởi vì cái từ này là quá quen thuộc rồi. Đầu tiên, tobi hanasu cũng có cái từ tobi hanasu. Tobi hanasu ví dụ như là chúng ta sẽ ghép cái hanasu này thì không phải là với chữ ly hay là với chữ nói đâu, mà sẽ là cái chữ phóng, mà sẽ là cái chữ phóng này. Ví dụ tobi hanasu chẳng hạn nhá, mình viết ví dụ như là những cái buổi lễ mà người ta viết những cái điều ước mà dòng cho vào trong bóng bay xong người ta thả nó bay lên trời á, thả cho nó bay lên trời á, thì lúc đấy người ta cũng có thể dùng là tobi hanasu. Negai koto sora ni tobi hanasu cũng có thể dùng cái từ này được đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì các bạn nhìn thấy là cái trợ từ của chúng ta là trợ từ ố, đi ra khỏi cái gì đó, lao ra khỏi nhà thì chỉ có thể là tobidashita thôi đúng không? Mawashita cũng phải. Còn cái trường hợp là tobisaru thì lại theo cái nghĩa là biến mất, đi khỏi cái nơi đấy. Tobisaru đó, sorry, chữ khứ này. Tiếp theo nha, câu số 12 này, kyou no ramen wa chotto shio nanen aji ga suru. Các bạn có những cái từ này, karai, shibui, chát đúng không, chát này, nigai, đắng này, arai, arai thì theo cái kiểu là thô đúng không, cục mịch thô, thì đây chỉ có dùng cái gì, chio, chio karai này, mặn, hơi mặn tí. Câu số 1 cái này có thể đoán được ngay đúng không? Chờ câu số 13 này, ご予約をお取り なんなん の場合、事前にご連絡ください。Nếu mà trường hợp cái khách gì gì đó cái lịch đã đặt ấy thì cái khách hãy liên lạc trước. Cái này thì dùng cho khách hàng là dùng với khiêm nhường ngữ, à, tôn kính ngữ hết đúng không? Go này, go den da cực kỳ dài. Hoặc là ví dụ trường hợp này chẳng hạn, à, bình thường cái phần này là cái danh từ đúng không? À, cái động từ đúng không? Là mình hủy cái lịch hẹn đấy. Đó, thì mình sẽ dùng là torikesu. Nhưng ở đây được biến thành cái danh từ thì người ta vẫn thêm cái phần o đằng trước. Otorikeshi no bai nhé. Otorikeshi no bai thì phương án chính xác là câu số 3. Ui, sao mình chỉ nhìn thấy cái like, cái tim bắn của mọi người chứ mình không có nhìn thấy cái đây, không có thấy nhìn thấy comment bây giờ chứ. Rồi, tiếp nha. Câu số 14 này. Tanaka-san, gogo no kaigi no shiryo 10 copy shite oite kudasai. Câu này cấp trên ra hạn tới cấp dưới đúng không? Giao việc. Photo cho tôi 10 bộ tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Cái này có thể loại nhé, sách thì không phải này, nên câu số 3 không đúng này, bạn cũng không dùng cho khi mà chúng ta đếm đúng không? Thì chỉ có trường hợp là bự hoặc là chư, và các bạn nhớ là cái chữ chư này này, chư này thì nó sẽ dùng khi mà chúng ta đếm, ví dụ như là thư thư mà gửi bưu điện đấy thì người ta sẽ dùng với chư nhé, đã gửi rồi sẽ dùng với chư, còn nếu mà chưa gửi nó chỉ là một cái tờ mỏng thì đương nhiên là sẽ đếm bằng mai rồi, còn với những cái tập photo ấy thì sẽ đếm bằng bự, nên là phương án là câu số 1 đúng không ạ? Tiếp theo câu số 15 này. この文章にはなんとなく何々かを覚える. Cái覚える cũng là một cái động từ khá là hay. Nó không phải là đơn giản là lúc nào cũng dùng để chỉ cái nghĩa là tôi nhớ, ghi nhớ cái gì đấy đâu, mà nó có thể dùng cho để thể hiện cái cảm giác mình thấy, cái cảm giác như thế nào đấy. À, thì mình thấy là không hiểu sao nan cứ tôi cảm giác có vẻ như cái đoạn văn này nó có cái gì đấy nó sai sai, nó kỳ kỳ đúng không? Đó, thì trong những cái từ này fuwa hay là muwa hay là iwa đó, thì nó đều tào lao hết, chỉ có mỗi phương án là gì, iwakan này, iwakan
Y bao cao ngổ bôi được. Thì cái từ này á thì nó sẽ dùng để cảm giác là một là mình cảm thấy cái gì rất sai sai, cảm thấy nó không ăn nhập, nó không ăn khớp, nó khập khiễng kiểu như thế. Ví dụ trong câu như này, ở trong một cái phòng nó rất là antique, antique thì theo cái kiểu là cái phong cách rất là cổ điển đúng không? Antique na hé nó na cani mà lại đặt một cái máy tính kiểu đời mới nhất, sai xin nó paso con cả ôi tè đi, thì mình cảm thấy có cái gì đấy nó sai sai, nó khập khiễng đúng không? Nan da ka iwakan wo oboeta. Này, thì thường là cái iwakan nó dùng cho trường hợp đấy. Hoặc cái trường hợp thứ hai là mình cảm thấy nó không tự nhiên, nó kiểu ví dụ lần đầu tiên gặp người khác mình cũng thấy có cảm giác là nó iwakan. Chủ yếu là dùng cho hai trường hợp đấy nhé. Những cái từ rất là vi miêu, rất là khó diễn tả đúng không? Phương án số 3. Đó. Thì khi mà các bạn nhìn thấy cái phần này, môn đề 3 chủ yếu là các bạn học cho mình ở cái phần là động từ ghép này và nối tiền tố với nối hậu tố. Cái phần này thì học chúng tủ nhiều nhất là cái phần trong Shinkansen Master từ vựng. Mà nó không phải là cái phần đầu của cái cuốn đấy đâu mà là cái phần số 2 ấy. Phần số 2 là nó sẽ học từ vựng theo cái chức năng của từ ấy. Đó, thì sẽ có những cái động từ ghép này, có tiền tố này, có hậu tố này. Thì các bạn học trong cái phần đấy nó sẽ dễ hơn. Các bạn nhìn ra là cái đặc trưng của mỗi cái phần bông đai người ta hỏi tập trung vào những cái phần gì ấy thì chúng ta dễ kiểm soát hơn. Tiếp tục nha. Môn đai số 4. Môn đai số 4 thì nó sẽ hỏi về cái cách dùng của từ, tức là người ta sẽ cho chúng ta những cái từ mà nó gần na ná giống nhau, ví dụ ở đây đều có cái chữ quan đúng không ạ? Sô căng rồi khăng kê rồi lên kê rồi liên kết, chữ nó gần gần na ná giống nhau và bắt buộc là chúng ta phải phân biệt. Thì nếu mà khi mà các bạn học từ vựng ấy thì những cái từ nó gần gần có cái trạng thái gần giống nhau, chúng ta phân biệt được những cái cách dùng đấy thì nó sẽ học kia nó rõ hơn trong những cái bài này. Sotsugyo shitara shuppan nani nani no shigoto ni tsukitai to omotteru. Tôi muốn là sau khi mà tốt nghiệp thì tôi sẽ làm cái công việc này, shigoto ni tsuku, làm cái công việc gì đó. Thì chỗ này nó phải thể hiện cái nghĩa là tôi muốn làm cái công việc nó liên quan đến cái ngành xuất bản, đúng không? Liên quan đến cái ngành đấy. Mọi người thử xem là phương án nào chính xác ạ. Trời ơi, Facebook ơi là Facebook không nhìn thấy comment. Câu 16 Bùi Luyện chọn là phương án số 2, Kanke. Mình chỉ nhìn thấy được một số cái comment thôi. Ví dụ nhé, sô căng là cái tương quan, giống như cái trong cái trường hợp là tương quan lực lượng ấy thì nó không đúng ở đây đúng không? Còn cái trường hợp là renke thì nó dùng trong cái nghĩa là liên kết hợp tác với nhau. Đúng không? Liên kết hợp tác với nhau thì nó cũng không đúng. Renketsu thì với cái nghĩa là kết nối, tức là hai bên nối liền với nhau ấy, đúng không? Vậy thì ở đây là cái công việc mà có liên quan đến xuất bản thì chỉ là phương án số 2 thôi. Hoặc ví dụ với trường hợp câu số 7 này, yoku nani nani memo wo shinagara hanashi wo kiku to kōgan wo motareru. Cái cụm từ là kōgan wo motareru, một sự được chuyển thành cái dạng bị động đúng không? Motareru được tức là gì? Người ta sẽ có cái ấn tượng tốt về mình đúng không? Sẽ có một cái image tốt chứ không phải là bản thân mình nhé. Người ta dùng cái dạng bị động mà, tức là cái câu này là gì? Khi mà chúng ta nói chuyện nên mà chúng ta thường xuyên gì gì đó và chúng ta lắng nghe câu chuyện và chúng ta vừa lắng nghe vừa memo ghi nhớ lại những cái đấy thì sẽ tạo cái ấn tượng tốt cho người nghe, tức là người ta sẽ có cái ấn tượng tốt về mình, được người ta có cái ấn tượng tốt đúng không? Khô cao một mô tả để được. Chúng ta có này, unazuite, unagashite, oizuite và tsunagatte. Hình như nếu như các bạn comment dài thì mình nhìn thấy thì phải. Ví dụ như là Nguyễn Thảo comment là sensei nhìn thấy em không? Thì có nhìn thấy cái comment này nhưng mà những cái phần comment trả lời câu hỏi của các bạn thì mình không nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy nhau. Nhưng mà cứ ao ra một phát lại nhìn thấy được. Câu số 1 à? Câu 17 mà người chọn là câu số 1 đúng không? Thì rõ ràng rồi đúng không? Unagasu. Unagasu thì cho cái nghĩa là mình xúc tiến, thúc đẩy cái gì đó đúng không? Unagasu. Oitsuku. Oitsuku. Đuổi kịp. Tsunagaru. Kết nối đúng không? Thì đây chỉ là gì? Gật đầu đúng không? Unazuite. Yoku unazuite. Rồi câu số 18 nhé. Taisetsu na mono wo mamoru ga dekita toki, hito wa chiyoku nareru mono da. Ở đây cái phần đuôi mono ta thì nó thường dùng cho những cái gì? Những cái gì là quy luật chân lý đúng không? Sự thật hiển nhiên nó kiểu ấy. Khi mà đã có cái gì gì đó thì con người sẽ trở nên mạnh mẽ. Kanjo. Được không ạ? Hoàng bé đi.
Xin xin em trả lời câu 17 là số 1 nha. Em viết in hoa mà con nhìn thấy ngay. Em viết in hoa mà mình nhìn thấy ngay á. Ở đây chúng ta xem cái động từ nào, cái danh từ nào phù hợp nhá. Kanjo là cái tình cảm, cảm xúc thì cũng không phải đúng không? Junbi cả dekita thì cái kiểu như thế này thì nó không phù hợp. Khi mà có cái sự chuẩn bị, không phải. Cái này thì nó sẽ mang cái yếu tố là mình đã sẵn sàng về cái mặt tâm lý. Tức là khi mà trong đầu người ta đã có cái sự sẵn sàng về cái mặt tâm lý là tôi sẽ sẵn sàng để tôi bảo vệ cái gì đấy mà tôi coi nó là cái quan trọng. Thì lúc đấy con người của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? So là cái kiểu như là cái tư tưởng, cái suy nghĩ thì cũng không đúng, đúng không? Tư tưởng. Thì ở trong trường hợp này các bạn sẽ dùng là kakugo. Mặc dù cái âm Hán Việt đấy, cái âm Hán Việt của nó là chữ giác và chữ ngộ. Mà giác ngộ trong tiếng Việt của chúng ta thì hay dùng với cái nghĩa là ví dụ như là giác ngộ lý tưởng của Đảng chẳng hạn đúng không? Nhưng mà cái nghĩa của nó lại không phải như thế. Nghĩa của từ kakugo thì nó dùng với nghĩa là mình đã nhận thức được một cái điều gì đó và mình sẵn sàng về cái mặt tâm lý trước. Này. Phương án số 2. Nói thật là mình chỉ thấy mỗi cái comment của Đặng Hải là sensei có lớp N2K qua không ạ? À? Nãy giờ nó cứ hiện lên cái comment đấy thôi, còn ngoài ra chả thấy comment của ai cả. Ok, thế mọi người cứ lắng nghe thôi nhé, mọi người cứ nghe thôi, không cần nói gì. Chúng ta hiểu nhau mà. Rồi, tiếp câu số 19 này. Kai gai de wa naiteru akachan wo shibaraku nanani no ga ippanteki da sou da. Nghe nói là ở nước ngoài ấy, cái việc gì đấy là cái chuyện bình thường. Ga ippanteki da sou da. Nagete, nesasete, hotte, idaite. Nage được ném thì không được đúng không? Nesase được là bắt ngủ cho ngủ thì không phải. Idaku ôm không phải đúng không? Mà đây là chúng ta sẽ dùng là hô được, là cái chữ phóng ấy. Phóng này trong cái nghĩa là mặc kệ, để bỏ mặc. Hô được này. Thì đây nghe nói ở nước ngoài người ta một đứa trẻ mà nó đang khóc mà người ta cứ để mặc nó một lúc kệ để cho nó khóc ấy, thì đấy là cái chuyện rất là bình thường. Người ta không chạy ra người ta dỗ dành đúng không? Thì phương án chính xác là xong bạn. Hô tệ. Câu số 20 này. Shigoto ni yusen zun yo tsukete nanani ni yatte iku koto ga daiji da. Cái việc gì đó là quan trọng, đó là chúng ta phải đánh cái thứ tự ưu tiên trong công việc và sau đấy thì chúng ta làm nó theo cái thứ tự ưu tiên đấy đúng không ạ, theo cái thứ tự trình tự đấy. Chúng ta có này, trường hợp đầu tiên là juncho thì chúng ta có thể loại được ngay. Juncho thì dùng để chỉ những cái gì nó đang rất là thuận lợi đúng không, umaku iku này. Juncho ni thì cũng này không phải là juncho ni yatte, không phải làm thuận lợi. Trường hợp thứ 3 và trường hợp thứ 4 chẳng hạn, ví dụ thứ 3 thì sẽ đọc là gì? Junjo này, junjo là kiểu như là tuần tự, junjo. Còn trường hợp thứ tư là chichujo. Chichujo thì với nghĩa là trật tự. Đấy. Thì đây là mình làm theo thứ tự từ trên xuống dưới ấy, thì mình sẽ dùng là junban ni này, junban ni yatteiku. Thì phương án chính xác là câu số 2, thứ tự theo cái số thứ tự ấy. Mình đánh thứ tự ưu tiên và sau đấy mình làm theo thứ tự đấy mà. Câu 21 này. Để mà chúng ta học ngôn ngữ nước ngoài, gaikoku go shutoku suru tame ni wa tak mazu takusan no tango nanani suru hitsuo ga aru. Cái này thì là cái điều mà ai cũng biết đúng không? Cái quan trọng để mà mình học một cái ngôn ngữ nước ngoài ấy thì là mình phải gì? Mình phải thành thục, mình phải ghi nhớ được nhiều từ, tức là cái từ vựng là cái chìa khóa căn bản đúng không? Mask là cái chủ đề đang hot bây giờ, khẩu trang không phải này. Mouse chuột đúng không? Ví dụ chuột máy tính chẳng hạn. Mafura cái khăn quàng cổ đúng không ạ? Thì đây là master. Trong cái từ là Shinkansen master. Master ấy, tức là mình thành thục, mình học mình thành thục một cái kỹ năng nào đó. Thì phương án ở đây là câu số 1. Câu 22 này. Câu này cũng khó này. Câu này cũng khó nhá. Ningen wa sosen yoku no nani nani de jiko chiu shin teki na mono de aru. Con người thì là cái như thế nào đấy, định nghĩa về con người đúng không? Có một cái từ đó là sosen này tách riêng nhé, chứ không phải là sosen nó đi với yoku đâu. Sosen là một cái phó từ. Sosen thì nó hay dùng với nghĩa là gì?
À, rốt cuộc thì cũng chỉ là gì đó. Nên là Shosen nó hay đi với cặp như là Nisugi này. Hoặc là rốt cuộc là gì nào đấy, người ta đưa ra một cái kết luận cuối cùng. Con người ấy thì rốt cuộc là một cái kiểu người với cái tính cách như thế nào. Cái gì đó mà phần đằng sau người ta nói là chỉ tập trung vào bản thân mình à, kiểu như là gì? Rất là tham lam và ích kỷ đúng không? Tham lam và ích kỷ. Atsumari. Atsumari, tập hợp không phải này. Kaminari, sấm sét này, katamari và tsunagari. Tsunagari kiểu như kết nối đúng không? Thì đây các bạn có cái từ là katamari. Katamari. Katamari ấy, cái từ này khá là đặc biệt nhá. Bình thường á, cái nghĩa trực dịch của nó hay dùng cho cái gì ạ? Những cái gọi là gì? Có thể là cái trường hợp này. Đấy. Một là cũng có thể là trong cái nghĩa là những cái cục, những cái tảng cũng dùng vào trường hợp này được. Ví dụ như là những cái gì ạ? Đây. Ví dụ như là các bạn có là niku no katamari. Đấy. Cục thịt chẳng hạn, tảng thịt chẳng hạn. Những cái nó vón cục lại ấy. Nhưng mà nó còn dùng với nghĩa là để chỉ những cái người mà họ có cái một cái nét tính cách hoặc là một cái đặc trưng, một cái khuynh hướng nào đấy rất là mạnh. Ví dụ hay dùng nhất là cái cụm từ là, nó thành một cụm từ cố định mà mọi người nhớ, nó thành cố định luôn nhất, đó là yoku no katamari, kiểu như là rất là tham lam đúng không ạ? Cái thằng lòng tham vô đáy ấy, yoku no katamari. Con người ấy thì rốt cuộc là gì, cũng chỉ là những kẻ rất là tham lam và ích kỷ. À, thì cái phần môn đai thứ tư này là phân biệt cách dùng của từ đó, phân biệt cách dùng của từ. Để cái phần thứ năm này, cái môn đai thứ năm thì tìm thay thế đúng không ạ? Ôi, chứ rồi sao cái màn hình nó đen xí này. Chịu khó out ra vào lại thì sẽ nhìn thấy comment của mọi người. Mọi người có muốn học tiếp không ạ? Chán quá cái anh Facebook này. Từ này xéo lắm. Tiếp tục nha. Để xong cái phần từ vựng nhá. Cố gắng xong cái phần từ vựng này. 時間がないので細かいところは略して説明します。Bởi vì không có thời gian nên là tôi sẽ lược đi những cái phần tiểu tiết, những cái phần chi tiết đúng không? Lược bớt đi.略して。集めて、揃えて、泣かせて và省いてですね。省く。Đây là cái chữ tỉnh này. Này. Thì với ý nghĩa là gì? Lược bớt, tỉnh lược ấy. Đặc cự. Này, đặc cự tệ thì cũng là với ý nghĩa là lược, thì phương án ở đây là câu số 4 đúng không ạ? Habui tệ, mình lược bớt đi. Câu số 24 này, gokai shinai de. Từ này là cái tên người này sẽ đọc là Kaori nhé. Kaori-san to wa tannaru tannaru, chữ đơn đúng không? Tannaru tomodachi nan dakara. Đừng có hiểu lầm nhá, bởi vì là tôi với Kaori-san là chỉ đơn giản là bạn bè thôi. Tannaru. Đầu tiên từ này đọc là gì ạ? Yuichi nhé. Yuichi. Duy nhất ạ. Độc nhất vô nhị ạ. Yuichi. Tada no taisetsu na mezurashi thì chỗ này sẽ là gì? Tada nhé. Tada. Tada thì có nhiều nghĩa nhé. Tada dake là chỉ là cái gì đó thôi đúng không? Tada dake. Hoặc là tada thì còn vùng với nghĩa là bằng là muriyo, là miễn phí ấy, đúng không? Tada thì bằng với trường hợp là muriyo này. Hoặc là nhiều khi nó là từ nối tada thì với nghĩa là gì? Nhưng, tuy nhiên, shikashi. Đó, tada có nhiều nghĩa lắm. Thì chỗ này là gì? Tada no tomodachi, tức là chỉ đơn giản là bạn thôi, chỉ là bạn thôi, không có gì đâu. Câu số 2 nhé. Câu 25 này. Hoàng bên đề nghị cô giáo hỏi mấy câu đó nha. Ờ, mình sợ là mọi người buồn ngủ, mọi người chạy mất trong khi mình cứ ngồi mình nói chứ. Câu số 25 nha. Điện xe no naka de fufu genka shinai de kudasai, mittomo nai kara. Đừng có cãi nhau, hai vợ chồng đừng có cãi nhau trên tàu đúng không? Vì xấu hổ lắm, như thế thì mất mặt lắm. Namaiki. Chết rồi, biết ở đây. Ta viết tạm ra đây. Namaiki. Kiểu rất là kiêu căng, hống hách đúng không? Namaiki. Aware. 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 Là đáng thương, kawaiso. Kanashi thì đau khổ, nó làm gì rồi thì chỗ này chỉ là gì? Mitomonai thì bằng với
Hazugashi tsute. 4 番。Câu số 26 này. Hito ga mae ni tachu to doa ga hitori de ni hiraku. Cái này cũng là một cái mà các bạn phải lưu ý này. Chúng ta là hitori de. Hitori de thì với ý nghĩa là một mình đúng không? Nhưng mà đây cái này của chúng ta nó thành cặp là gì? Hitori de ni. Hitori de ni thì với ý nghĩa là một cái gì đó nó tự động, tự nhiên nó như thế chứ không có ai tác động vào cả. Cửa giống như kiểu như là cửa có cảm ứng đúng không? Khi mà có người đứng trước đấy thì cửa nó sẽ tự động mở. Đấy, thì chúng ta sẽ thay thế ở đây bằng gì? Chizen ni, phương án số 1. Nhớ là hitori de ni nhé. Hitori de ni. Totsuzen đột nhiên này, gusen ngẫu nhiên này, zen tất nhiên thì không phải rồi. Gakuhi wa kado de shiharatte kudasai. Hãy thanh toán bằng thẻ đúng không? Thế surio, chi phí hoa hồng không phải này, sorio, tiền phí gửi này, sokin là tiền gửi này. Thì chỗ này sẽ phải thay thế bằng Jukyo Ryo, đúng không? Học phí. Câu số 4. Chết rồi. Mình thì cứ nhìn thấy cái màn hình đen đen mà không biết là có ai đang xem mình đang nói không đây. Chết rồi. Tiếp nha. Trời, mọi người học hăng say thế. Mình cứ nghĩ là đến cái giờ này chắc là đi ngủ hết rồi, làm ai có ai ngồi xem chứ. Câu 28 này. Tasho thì có thể dùng trong trường hợp nào? Ichi ban. Genkin de jiharaeba tasho oyasuku itashimasu. Ni ban. Bargain sale de hitobito wa tasho uriba ni oshikaketa. 3 ban. Nani o suru ni mo tasho itsuo na no wa okane daro. 4番、2週間前より英語が多少上手になったのでびっくりした。Trường hợp nào dùng đúng ạ? Trường hợp nào chính xác đấy cả nhà? 多少 là một phó từ. Ôi nhưng mà toàn thấy những gương mặt thân quen trong các lớp online. Quá chăm chỉ luôn. Cần một cái đáp án ạ. Đang đi tìm đáp án đây, không thấy ai comment gì cả. Giống như kiểu ca sĩ, hãy cho tôi biết cánh tay của các bạn. Bây giờ để hãy cho mình xin comment của các bạn. Chứ rồi, không nhìn thấy. Câu này là phải ngẫm, phải nghĩ này, không thể làm nhanh được. Tám Phan Ngân chọn là câu số 2, Hằng Heo chọn là câu số 1. Thùy Nấm đi chọn là 4. Bà đà. Chúng ta sẽ cùng xem nha. Ví dụ này, câu số 2 này. Bargain sale, kiểu như là cái đợt bán đại hạ giá đúng không? Bởi vì là bán đại hạ giá thế là mọi người Oshikakeru theo cái kiểu là người ta kéo vào. Nhưng mà ở đây nó sẽ phải dùng một cái phó từ để chỉ nghĩa là mọi người là đột nhiên là mọi người ùn ùn mọi người kéo vào trong cái chỗ quầy bán ấy, đúng không? Thì khi muốn nhấn mạnh cái trạng thái là rất nhiều người mà người ta chợt người ta ùn ùn người ta kéo vào người ta đổ vào ấy, thì thường cái cặp mà đi với Oshikakeru ở đây cái phó từ của nó sẽ là dotto. Dotto này, những cái chỗ này không dùng là tasho được. Dotto ですね. Dotto uriba ni oshikaketa. Tasho thì với nghĩa là một chút, skoshi. Câu số, có ai comment câu số 3? Câu số 4, ví dụ câu số 4 chẳng hạn. Là mình rất là ngạc nhiên bởi vì là so với 2 tuần trước thì bây giờ tiếng Anh đã giỏi lên, đúng không? Thì cái jōzu ninatta thì nếu mà đã khen là jōzu ninatta thì không thể là giỏi lên một chút được, mà người ta thường hay dùng cái cách là gì? Giỏi lên khá là nhiều, đúng không? Giỏi lên đã khá lên rất là nhiều, khá lên một cách đáng kể. Thường là cách dùng sẽ như vậy đúng không? Thì chỗ này sẽ không dùng là tasho mà có thể người ta sẽ dùng là gì? Daibu jōzu ninatta. Daibu này. Nhớ nhá, cái từ kanji của nó là chữ phân này, và thường chữ phân là mọi người hay đọc là bưng, nhưng mà đây chúng ta vẫn đọc là bư, daibu, cái đọc đặc biệt đấy, daibu jōzu ninatta, nên là câu số 4 không đúng. Có ai chọn số 3 không? Số 3 thì có lẽ là làm cái gì cũng vậy.
cái mà cần thiết thì đều là tiền đúng không? Thì cái chỗ này thì đi với Daro thì có thể người ta sẽ phải chọn là Tabung đúng không? Tabung để làm bất kỳ một cái gì, cái mà cần thiết có lẽ là tiền đấy. Tabung sơ nó nó ở cần để đã đổ thì chỗ này phương án là phải là số 1 nhá. Nếu mà anh thanh toán bằng tiền mặt đấy thì em sẽ giảm cho anh một chút đúng không? Một chút thì cái tasho này nó sẽ bằng với trường hợp là skoshi đấy. Tasho oyasuku itashimasu, phương án số 1 nhá. Câu 29 này. Dengon số mấy ạ? Mình biết rồi, cái này mình phải sẽ phải out ra, sau đấy mình vào lại thì sẽ nhìn thấy comment của mọi người. Dengon câu số 1 này. Anoshito wa mada ikiteiru toyu dengon ga nagareteiru. Ano renchu wa itsumo hito no dengon iteiru. Ko kazoku ne yoroshiku to dengon tanomareta. Kare wa shokuji no dengon shochu iteiru. Phương án nào chính xác? Dengon. Dengon. Lời nhắn đúng không? Số mấy ạ? Câu 1 được không? Hà Nguyễn Hiền, cô không hề nhìn thấy comment của em sau đấy, vừa mới nhìn thấy xong mà. Câu số 1 được không ạ? Câu số 1 thì khi mà người ta không thể nào dùng cái dengon mà nó lại nagare được. Nagareru thì cho cái hình ảnh là nước chảy hoặc là cho cái hình ảnh là cái tin đồn nó đang lan truyền đúng không? Thì chỗ này người ta sẽ phải dùng bằng cái Uwasa chẳng hạn. Uwasa có một cái tin đồn nó đang lan truyền đấy là cái người đấy vẫn còn sống. Ano hito wa mada ikiteru toyu uwasa ga nagareteru. Nên câu số 1 là chắc chắn là sai rồi này. Câu số 2 thì có cái từ này là Renchu đúng không? Renchu thì thường hay chỉ cái kiểu cái đám cái bọn ấy, cái đám bọn kiểu như là hay dùng với nghĩa xấu, bạn nhưng mà kiểu bạn xấu đó. Ano Renchu wa itsumo hito no nani iteru. Ừ, cái đám bọn đấy thì lúc nào cũng nói cái gì gì đấy của người khác, thì không thể là nó nói lại tin nhắn của người khác được, mà có thể dùng cho trường hợp này là lúc nào nó cũng nói xấu người khác ấy. Đúng không? Hito no thì cái chỗ này các bạn có thể gặp lại vì cái từ lúc nãy chúng ta là gì ạ? Warukuchi. Đúng không? Hoặc là warukuchi. Warukuchi o iteru. Thì chỉ có thể là gì? Câu số 3 thôi đúng không? Chắc là mình nghĩ là chắc câu này mọi người đều trả lời đúng này. Tức là một ai đó người ta nhờ nhắn lại là gì? Gửi lời đến gia đình. Kokazoku ni yoroshiku to dengon o tanomareta. Tanomu để chuyển thành tanomareta. Ví dụ mình gặp một anh bạn A nào đấy thì anh ấy nhờ mình là à cho em gửi lời đến gia đình. Đó. Còn trường hợp thứ tư cũng thể đúng không? Ví dụ anh ta thường hay nói về chuyện ăn uống thì chỗ này thì chỉ đơn giản nói về cái gì đấy hoặc là shokuji no koto, shokuji no koto o shochu iteru. Phương án số 3 nha. Rồi, câu 30. Chứ rồi 30 nó lại bị ngắt quãng cái này chứ. Câu 30 này, cái động từ của chúng ta đây là host này. Câu thứ nhất này, game ni muchu ni natte ryori ga hoshite shimatta. Câu này được không? Ni ba, ame ga futeita no de sentakimono o heya no naka ni hoshita. San ba, gohan ga samete kita no de denshi renji de hoshita. Yon ba, ame ga futeinakatta tame kawa ga hoshite shimatta. Hosu. Hosu thì có thể dịch là hong, là phơi, là sấy đúng không? Tức là mình làm khô cái gì đấy, đúng không? Nên câu thứ nhất được không? Câu thứ nhất là mình mải chơi game nên là đồ ăn đúng không? Cái này không được đúng không? Hosu là một cái tha động từ nên là không thể là điêu đi cả hoshite shimatta được. Mà chỗ này có thể thay thế là mình mải chơi game là cái đồ ăn nó bị nguội chẳng hạn. Đúng không? Nguội thì chúng ta sẽ dùng với cái động từ là gì? Samete. Snack. Ryori ga samete shimatta. Snack. Câu số 2. Câu số 2 là bởi vì trời mưa nên là mình hong quần áo hoặc là mình sấy quần áo, mình làm cho quần áo khô bằng cách là cho nó vào trong phòng. Thì các bạn thấy là phương án số 2 đúng đúng không? Mình hong khô quần áo ở trong phòng. Câu số 3 này, bởi vì cơm nó bị nguội rồi thế nên là mình cái chỗ này thì phải dùng là
Atatame được nè, atatame ta mình cho vào lò vi sóng mình làm cho nó nóng. Denshi renji ni, à denshi renji de atatame được. Rồi, vậy cái câu thứ tư. Câu thứ tư thì không thể dùng cái này được. Câu thứ tư thì bởi vì là không có mưa, thế nên là sông, à cái chỗ này thì phải dùng với nghĩa là sông nó bị khô cạn, đúng không? Karete shimatta. Karete shimatta. Thì các bạn nếu mà các bạn dùng với cái động từ kare nữa ấy, thì nó sẽ có hai cái từ kanji như thế này. Một là chữ này. Hai là chữ này. Vừa mới đánh xong. Đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ khác nhỉ, cả hai thì đều với ý nghĩa. Nếu mà cái trường hợp là dùng với chữ khác ở trên này này thì nó sẽ với nghĩa là sông, kiểu như là sông ngòi nó khô cạn. Còn nếu mà dùng ở dưới thì các bạn nhìn thấy là cái khác này của chúng ta ở đây là có cái bụi mục và cây cối, thì nó dùng với nghĩa là gì? Cây nó bị khô héo. Hai cái khác nhau nhé. Nên là với trường hợp 1 thì sẽ phải dùng với từ kanji số 1 này. Mặc dù là cùng một cái âm đọc. Kawa ga karete shimatta. Sông nó bị khô cạn. Cố lên cả nhà, còn hai câu nữa thôi. Hai câu nữa thôi thì chúng ta sẽ đi ngủ. Câu số 31 ạ. À. Yatto. Những bạn nào mà đang có ý định là luyện tập trung một cái phần luyện đề thì có thể đăng ký cái lớp mà mới trực tiếp như thế này. Lớp đấy thì mình sẽ dạy qua live stream hoặc là dạy qua cái phần mềm mà Zoom. Thì các bạn sẽ làm cái phần đề trước, và những cái buổi chữa thì mình cũng sẽ chữa phần như thế này thì các bạn sẽ tập trung làm cái luyện đề nó tốt hơn. Yatto thì phương án nào chính xác ạ? Yatto. Còn những cái buổi live stream thế này thì chắc là cũng hú họa thôi. Hôm nào mình có thể sắp xếp được thì live stream thôi. Mainichi renshu shite yatto dekiru you ni natta. Zutto tanoshimi ni shiteita yori wa yatto ashita shubatsu da. Bên Nhật 1 phút là 12 giờ. Đã 12 giờ rồi. À, Ánh Hồng Đặng comment là câu số 1 với câu 31 này. Cái từ yatto này thì có hai nghĩa đúng không? Một là với nghĩa là cuối cùng này. Cuối cùng mà đi với yatto thì nó sẽ thường mang cái sắc thái là nagai ai, đã suốt một cái thời gian dài mình đã vất vả khổ cực và mình đã rất là mong ngóng, và cuối cùng thì như thế nào đấy, đúng không? Thì nó có hai, một là nghĩa đấy này. Nghĩa thứ hai thì nó với nghĩa là tạm tạm, tức là mình cũng có thể xoay sở được hoặc là ở cái mức độ tạm tạm đấy. Nguyễn Thao có hỏi là lớp chữa đề bắt đầu ngày nào? Lớp đấy là mùng 7 tháng 4 em ạ. Mùng 7 tháng 4. Thoáng mui có thể. Cái câu số 2 đúng rồi, câu số 2 sẽ thay bằng iyo iyo. Ví dụ như là khi mà bạn nói là một cái điều gì đấy nó sắp sửa diễn ra ấy. Ví dụ ngày mai là chuẩn bị là xuất phát rồi, cái chuyến du lịch mà mình đã rất là mong chờ ấy. Đó. Hoặc là ngày mai là đến kỳ thi rồi thì các bạn sẽ dùng là iyo iyo, nên là câu số 2 không dùng với yatto được. Iyo iyo là cho những cái sự kiện mà nó sắp diễn ra, đúng không? Hoặc là câu số 3 chẳng hạn. Câu số 3 thì cái con chó mà mình đã rất là yêu quý nó thì cuối cùng là nó bị chết. Ốm mà nó bị chết. Thì ví dụ là những cái kết cục của cái sự việc ấy, kết cục nhé, thì thường là người ta sẽ không dùng với cái trường hợp là yatto mà sẽ dùng là thô tô hoặc là tsuini. Cuối cùng thì kết cục thì cái yatto thì nó mang cái sắc thái là một cái gì đó mình đã rất là vất vả hoặc suốt một thời gian dài và cuối cùng là như thế này, rất là vất vả để đạt được cái điều đó hoặc là mong chờ rất là lâu rồi. Thì cái chỗ câu số 3 các bạn cũng không dùng yatto được mà chúng ta phải dùng là thô tô hoặc là tsuini đấy, tsuini. Hoặc với câu thứ tư cũng thế. Cãi nhau và cuối cùng là chia tay, nó là cái kết cục của một cái sự việc ấy, thì thường là nó hay mang theo cái xu hướng là wari đấy, thì cũng sẽ dùng là tsuini hoặc là thô tô. Nên là cái phương án là câu số 1 là ngày nào mình cũng luyện tập rồi, nên là mình cũng làm được khá khá, cũng tạm tạm đúng không, đủ ổn. Yatto dekiru you ni natta, hoặc là có thể hiểu cho nghĩa là à cuối cùng là mình cũng có thể làm được. Yatto sẽ có thể hai cái trường nghĩa như vậy. Phương án số 1 là chính xác nha. Ngày nào cũng luyện tập và cuối cùng là mình đã có thể làm được, ví dụ có thể ok được chẳng hạn. Mình luyện tập được cái phần đấy. Câu cuối cùng này, cuối cùng này. Ichiichi. Ichiichi. Ichiichi theo kiểu là từng cái một, từng chút một, từng tí một đúng không? Muzugashi tokoro wo ichiichi sasume shite morau. 受験生いちいちが質問を受ける。みんなの意見がいちいちでまとまらない。子どもたちはいちいち部屋を持ってる。うん。
câu số mấy được ạ? Vậy ao lại để xem lại cái kết quả. 32, Nguyễn Vũ trả lời là câu số 1. Thành Trung Ngô cũng chọn là câu số 1. Ok. Đây nha, có thể thay thế này. Ichi thì không thể dùng cho cái trường hợp là Kodomo tachi wa ichi là từng cái một được đúng không? Mà cái câu số 4 là các bạn phải thay thế là mỗi đứa là nó có một phòng riêng đúng không ạ? Từng mỗi người từng mỗi đấy thì có thể sẽ dùng là sore sore chẳng hạn. Kodomo tachi wa sore sore heya o motte, tức là mỗi người có một cái phòng riêng đúng không? Mỗi nhá. Trường hợp thứ tư, minna no iken ga matomaranai, tức là mình không thể tổng hợp được, không thể chốt đưa ra một cái gom lại được đấy. Thì ở đây là cái ý kiến của mọi người là mỗi người một kiểu, mỗi người một phách, thì chỗ này không dùng ichi chi mà có thể dùng là barabara đấy, barabara đấy mà tôi mà đã này. Còn cái câu số 2 là mình nhận cái câu hỏi, à cái chỗ này là chúng ta phải dùng là từng người một, là mỗi một em thí sinh dự thi thì sẽ nhận cái câu hỏi từng người một đúng không ạ? Thì sẽ phải dùng là hitori hitori chẳng hạn. Thì ở đây là gì, mình được giải thích cặn kẽ từng cái chỗ khó, tức là cái chỗ nào khó thì được giải thích từng cái một, tức là người ta nhấn mạnh cái ichi, người ta nhấn mạnh về cái tính chi ly từng chỗ một, từng chút một đó. Ừ. Nên là phương án là câu số 1 thì thường nó hay dùng cho kiểu như là bị nhắc nhở từng cái một này, cái gì cũng nhắc nhở này, hoặc là đây là được giải thích từng cái một đấy. Ok rồi, xong ấy mỏi hết cả miệng luôn này. Thế là xong cái phần từ vựng. Cái đề này mọi người có thể đào về chữa nhé. Mình thấy là trên mạng mọi người share cái phần này cũng khá là nhiều. Cuốn này cũng được. Nói chung là 8 đề của China. Cái phần đọc hiểu của nó thì hơi khó hơn một chút. Còn từ vựng với ngữ pháp thì cũng cũng ok. Đọc hiểu hơi khó thôi. Đọc hiểu nó kiểu như là nó lấy những cái trích đoạn nó hơi kiểu về cái tâm lý. Ok, bye bye mọi người. Ôi, đi ngủ thôi ạ. Hẹn mọi người buổi sau nha. Còn nếu mà các bạn muốn tập trung vào cái phần luyện đề thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đấy. Còn nếu không ấy thì các bạn có thể đăng ký cái khóa giai đoạn 2. Khóa giai đoạn 2 thì nó sẽ có thêm cái phần trọng tâm và cái phần đọc hiểu nữa. Đọc hiểu hai cuốn, có cuốn Dokai Subito độ với lại Hishu Batang và cả cái phần luyện đề của các năm cũ nữa. Còn những khóa giai đoạn 2 hay giai đoạn 1 thì đều có một tuần 3 buổi livestream. Còn khóa mới luyện đề này thì sẽ chỉ chuyên về luyện đề thôi. Thì trong cái quá trình luyện đề đấy thì mình sẽ chỉ ra những cái phần kỹ năng cần phải xử lý như thế nào này, nội dung nào cần phải tập trung sâu hơn này, hoặc các bạn có những cái vấn đề về cái cách xử lý bài thì mình sẽ hướng dẫn những cái phần đấy. Bye bye, otsukaresama desu. Lần đầu tiên mà mình clip muộn thế này.